Bây giờ chị sẽ cho trứng này vào đây nhé. Wow, sắp chín rồi. Đây là lạp xưởng mini nè. Sữa của em đây. Chào các bạn, mình là bé Thơ nè. Thôi bây giờ đến giờ mình đi học rồi. À các bạn, mình có cái cặp bò đi học mới nè. Các bạn thấy như thế nào? Mình mới mua đó, mẹ mình mới mua cho mình đó. Dễ thương không? Đây phía sau đây các bạn. Thôi đến giờ rồi mình đi học đây. Chào các bạn nha, gặp lại các bạn sau. Ấy da, mình chưa ăn sáng các bạn ơi, quên nữa. Đói bụng quá. Bây giờ chị sẽ làm đồ ăn sáng nha. Đây, chúng ta có một cái trứng, những cái lạp xưởng mini và một số bánh mì. Chị Bí Đỡ ơi, chị hướng dẫn em làm đồ ăn sáng đi, em đói bụng quá. Ok, chúng ta cần có một bộ nồi mini. Ok, bây giờ chị sẽ dùng cái chảo mini này và chúng ta sẽ chiên trứng nha. Hôm nay chúng ta sẽ làm trứng ốp la cho búp bê. Bây giờ cái chảo mini này nó đã nóng rồi, đủ độ nóng. Chị sẽ cho dầu ăn vào đây, cho một ít dầu ăn vào. Và chị sẽ đập cái trứng ra nha. Cho vào. Bây giờ cho trứng vào lại nè. Lần này nó không có bị văng ra ngoài các em. Bây giờ chúng ta đợi một vài phút nha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thành viên Chị Bí Đỡ, hãy nhanh tay lên nhấp vào nút đăng ký để cập nhật video mới nha. Bây giờ chị sẽ kiểm tra ở phía dưới xem nó có chín hay chưa. Ôi trời ơi, cái chảo này dính quá. Rồi, nó dính ở đây luôn rồi. Ok, hình như là sắp chín rồi đó các em. Rồi chín rồi nhưng mà phía dưới hơi bị khét rồi. Rồi trời ơi khét rồi, uổng quá. Chị để lửa hơi lớn nè, khét ở đây rồi. Thôi bây giờ chị sẽ làm lại cái khác, nhưng mà trước hết chúng ta phải lấy cái này ra nha. Rồi phía dưới hơi bị khét đó các em. Trông không còn đẹp mắt nữa. Chị sẽ làm lại cái khác, lấy ra nha. Rồi đây là cái trứng ốp la của chị đây. Lần này chị sẽ sử dụng cái chảo không dính này nha. Đó, để dầu vào một ít và để trứng vào. Cái trứng thứ hai chị sẽ đập ra. Ôi, thành công rồi. Hy vọng lần này nó đừng có khét nha. Rồi, trứng đã chín, chị lấy ra đây. Bây giờ chị chiên lạp xưởng mini nha. Đó, cái này ăn sáng ngon lắm đó. Lạp xưởng cũng đã chín rồi. Ấy da, có một cái hơi bị khét rồi. Nhưng mà không sao, khét khét thì nữa mới ngon. Chị Bí Đỡ ơi, xong chưa? Em đói bụng quá, em đói bụng quá. Rồi, thức ăn của em xong rồi. Một dĩa thức ăn sáng cho em đây. Rồi cái dĩa kia chị sẽ để bánh mì lên nha. Một cái ly cho em uống sữa nữa nè. Đó, wow, ngon quá các em ơi. Đói bụng quá, làm chị biết đói bụng luôn. Một chén này để nước tương. Để nếu như các em thích nước tương thì em hãy chấm vào nước tương nhé.
rồi, video của chị Biết Đợi đến đây là hết rồi. Nếu các em thích chủ đề này, hãy bình luận cho chị Biết Đợi biết nha. Và đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ tinh thần cho chị Biết Đợi. Và bây giờ chị Biết Đợi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em. Bye.